Chào mừng tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Hôm nay là chủ nhật, mình sẽ tiếp tục công việc cập nhật giá mít Thái cho bà con tham khảo. Do giá mít biến động, tăng giảm liên tục nên bà con nhớ theo dõi, cập nhật tình hình giá thường xuyên để bán cho đúng giá. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Chúc tất cả quý bà con ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Sau đây là phần báo giá mít Thái của một số khu vực trong buổi sáng hôm nay, giá được cập nhật lúc 9 giờ sáng. Theo thông tin nhận được từ anh em thương lái, thì giá mít Thái hôm nay bình ổn ở các khu vực, giá không dao động gì nhiều so với hôm qua. Bà con lưu ý, đây là giá thương lái cắt tại vườn để bà con tham khảo, nhưng cũng còn tùy vườn, tùy lái, tuyến đường vận chuyển xa hay gần, mà giá có thể sẽ chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn đồng trên kg so với bảng giá nha bà con. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình, cho bà con tiện theo dõi, mời bà con cùng xem video. Giá mít Thái tại Đồng Tháp và An Giang. Mít nhất 10.000 đồng trên kg. Mít nhì 5.000 đồng trên kg. Mít bi 3.000 đồng trên kg. Ở Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, sáng nay giá mít cụ thể như sau. Mít nhất 9.000 đồng trên kg. Mít nhì 5.000 đồng trên kg. Mít bi 2.000 đồng trên kg. Khu vực Long An, giá thương lái thu mua tại vườn. Mít nhất 10.000 đồng trên kg. Mít nhì 5.000 đồng trên kg. Mít bi 3.000 đồng trên kg. Còn khu vực Tiền Giang mức giá thương lái thu mua tại vườn luôn ở mức cao hơn so với các tỉnh lân cận. Mít nhất thương lái cắt tại vườn 11.000 đồng trên kg. Mít nhì 6.000 đồng trên kg. Mít bi 3.000 đồng trên kg. Khu vực Đồng Nai, Bình Phước và Vũng Tàu giá mít thương lái cắt tại vườn. Mít nhất 8.000 đồng trên kg. Mít nhì 4.000 đồng trên kg. Mít bi 2.000 đồng trên kg. Khu vực Tây Nguyên, mít nhất 7.000 đồng trên kg. Mít nhì 4.000 đồng trên kg. Mít bi 2.000 đồng trên kg. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để xem video của mình. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh A Huy Vlog nhé. Mình sẽ thường xuyên cập nhật giá mít cho bà con mình theo dõi để bán cho đúng giá. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.